Xin chào các bạn, video này mình sẽ chia sẻ cách làm một motion cơ bản là mũi tên chuyển động theo nhiều hình dạng như thế này. Và mình cũng sẽ để link tải các file mũi tên mình đã làm để tặng các bạn nào có nhu cầu sử dụng ở phía dưới phần mô tả nha. Ok, bắt đầu thôi. Đầu tiên là làm cái motion theo bass như thế này. Mình sẽ tạo một composition mới, đặt tên và chọn frame rate là 25, độ dài là 5 giây. Tiếp theo, mình sẽ dùng Pen Tool để vẽ đường đi cho mũi tên. Và điều chỉnh lại để các đường cong được đẹp hơn. Ok, tạm ổn. Bây giờ mình sẽ tạo chuyển động cho đường bass này bằng cách chọn Add Trim Bass và tạo hai keyframe. Ở phần end với điểm cuối là 100 và điểm đầu là 0. Để chuyển động thú vị hơn, mình sẽ quét chọn hai điểm key này và bấm F9. Sau đó mở phần đồ thị và chỉnh lại như sau. Lúc này mình sẽ có được chuyển động theo tốc độ của quỹ đạo đồ thị. Mình cũng sẽ tạo hai điểm key cho phần start với các thông số như thế này. Ở phần stepper, chỉnh thông số này lên là 100%. Mình sẽ tăng độ dày của stroke lên là 20. Bước tiếp theo, mình sẽ chọn vào phần bass ở đây. Vào window, chọn Create Nulls from Bass và bấm vào Chase Bass. Một nun mới được tạo ra với chuyển động đi theo chuyển động của bass. Mình sẽ bỏ chọn loop và xóa luôn keyframe của phần progress trên này. Mở phần trim bass hồi nãy lên và link cái progress này vào phần end. Như vậy thì cái nun này sẽ đi theo chuyển động của thằng end này. Sau đó mình sẽ tạo một mũi tên và gắn vào cái nun này là xong. Chọn polygon tool và nhấn giữ phím Shift để vẽ tam giác đều. Mình sẽ tắt stroke đi và chọn Fill. Sau đó điều chỉnh lại vị trí và xoay lại theo hướng của chuyển động. Link mũi tên này vào Null. Như vậy là mình đã có được mũi tên như thế này. Chuyển động hơi nhanh nên mình sẽ tăng thêm 5 frame nữa. Bây giờ mình sẽ tạo loop để mũi tên chạy liên tục, đặt hai keyframe ở 1 giây như sau. Vì tổng thể lượng composition của mình là 5 giây nên mũi tên sẽ lặp lại thêm 4 lần. Sau đó, tại chỗ có icon hình đồng hồ này, nhấn giữ phím Alt Tab và nhấn chuột trái để tạo một expression. Chỗ này bạn nào chưa biết thì mình có thể hiểu đơn giản nó là các dòng lệnh. Các bạn làm theo mình là được. Nhập loop out, circle và bấm chuột ra bên ngoài là xong. Mình sẽ copy lệnh này và làm tương tự với phần end. Vậy là xong, mình đã tạo thành công một motion mũi tên chuyển động lặp đi lặp lại. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy biến hình dáng của mũi tên ở phần dash hoặc là line cap. Tương tự đối với phần taper hay những thông số khác. Và đó là cách làm đầu tiên. Bây giờ mình sẽ làm mũi tên thứ hai theo cách hơi khác một chút. Ở phần thân mũi tên này, mình sẽ sử dụng mask để tạo hình. Tương tự, mình sẽ tạo một composition mới. Tạo đầu mũi tên bằng polygon tool. Tiếp theo, nhấn chuột phải chọn New Solid. Dùng Rectangle Tool để vẽ thân mũi tên và căn chỉnh lại vị trí. Mình sẽ link thân mũi tên vào đầu mũi tên. Bây giờ mình sẽ tạo một chuyển động cho mũi tên
bằng cách tạo hai điểm thi ở phần position. Cũng bấm F9 và điều chỉnh đồ thị tương tự như hồi nãy. Tiếp theo, mình sẽ tạo hình cho đuôi mũi tên. Sử dụng công cụ Pen có dấu cộng này để tạo thêm điểm cho mask. Sau đó điều chỉnh mask để có được hình như mong muốn. Mình cũng sẽ tạo chuyển động cho phần mask này bằng cách tạo hai điểm key ở phần mask path. Ok, bây giờ bấm Ctrl D để nhân đôi layer này lên. Mình sẽ kéo xuống phía dưới và bấm phím M để hiện phần mask path lên. Tạo thêm một điểm nữa để vẽ hình đuôi mũi tên. Điều chỉnh lại cho đẹp và kéo xuống phía dưới như sau. Sau đó, làm lại các bước y chang hồi nãy. Tiếp tục nhân đôi layer và kéo xuống phía dưới. Ok, vậy là xong phần tạo hình và chuyển động rồi. Bây giờ mình sẽ tạo loop cho mũi tên. Lần này sẽ có sự khác biệt so với mũi tên đầu tiên. Tạo 4 điểm key ở 1 giây như sau. Đối với mũi tên, vì vẽ bằng shape nên mình sẽ dùng lệnh loop out giống như lần trước. Tuy nhiên, đối với 3 layer mask phía dưới thì sẽ không áp dụng lệnh loop out được. Phần mềm sẽ báo lỗi như sau. Do đó, mình sẽ dùng một lệnh khác. Lệnh này mình cũng sẽ chia sẻ phía dưới cho các bạn. Bây giờ, mình sẽ copy tất cả dòng lệnh này và dán vào phần mask path là được. Ok, vậy là xong rồi. Clip này chủ yếu có hai phần chính mình muốn chia sẻ, đó là chase path và tạo chuyển động lập cho mask path. Hy vọng video có ích. Xin chào.